Quang Vinh và Trang Lương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với IBC TV. Trở lại phần tin tức chi tiết tiếp theo, FBI tiến trình phân tích khinh khí cầu Trung Quốc đang ở giai đoạn đầu. FBI mới thu hồi được rất ít bằng chứng vật chất từ một khinh khí cầu do thám Trung Quốc bị bắn rơi xuống biển hôm 4 tháng 2 và họ vẫn chưa thể có đủ thông tin để đánh giá khả năng của khí cầu. Các quan chức cấp cao của FBI biết rõ chuyện này cho biết hôm 9 tháng 2. Một quan chức nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo, chúng tôi còn rất sớm trong tiến trình này và bằng chứng đã được thu hồi và chuyển đến FBI là vô cùng hạn chế. Các quan chức cho biết là FBI vẫn chưa tiếp cận được phần lớn nội dung của khinh khí cầu, nơi có thể chứa hầu hết các thiết bị điện tử trên khinh khí cầu. FBI cho biết rằng phần lớn bằng chứng vẫn còn dưới nước và họ đã bắt đầu khử nhiễm một số mảnh vỡ bằng cách là loại bỏ muối và nước biển. Chúng tôi chưa xác định được bất kỳ loại vật liệu năng lượng hoặc gây khó chịu nào. Một trong các quan chức FBI nói, khi được hỏi liệu có chất nổ hoặc các thành phần gây hại khác đã được xác định từ khinh khí cầu hay không, trước đó thì Bộ Ngoại giao cho biết là Hoa Kỳ đang xét hành động chống lại các thực thể có liên hệ với Trung Quốc đã hỗ trợ cho việc khinh khí cầu xâm nhập không phận Hoa Kỳ. Và họ tin rằng nhà sản xuất có mối quan hệ trực tiếp với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là PLA. Ông Zelensky đã nói một số lãnh đạo châu Âu hứa cấp máy bay cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 9 tháng 2 đã nói, ông nghe một số nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu tại một hội nghị thượng đỉnh nói rằng họ sẽ sẵn sàng cung cấp máy bay cho Kiev, ám chỉ về một trong những thay đổi lớn nhất trong sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine. Ông Zelensky không cung cấp thêm thông tin chi tiết về các cam kết và không có xác nhận ngay từ bất kỳ quốc gia Âu Châu nào. Tuy nhiên, phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh các dấu hiệu từ chuyến công du Âu Châu cho thấy các quốc gia đang tiến gần hơn đến việc dỡ bỏ một trong những điều cấm kỵ đối với viện trợ quân sự cho Kiev kể từ cuộc xâm lược của Nga vào năm ngoái. Âu Châu sẽ sát cánh chúng tôi cho đến khi chúng tôi chiến thắng. Tôi đã nghe điều đó từ một số nhà lãnh đạo Âu Châu về việc sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi vũ khí và sự hỗ trợ cần thiết, bao gồm cả máy bay, ông Zelensky đã nói trong một cuộc họp báo. Vâng, và kính thưa quý vị, các nghị sĩ dân chủ Mỹ đã đề nghị tăng nguồn lực cho Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Washington phải cam kết thêm nguồn lực ngoại giao và an ninh cho Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương để đẩy lùi Trung Quốc trong lúc Bắc Kinh tìm cách tạo ra một phạm vi ảnh hưởng khu vực và trở thành cường quốc có thể ảnh hưởng nhất thế giới. Các đảng viên dân chủ trong Thượng viện Hoa Kỳ kêu gọi hôm 9 tháng 2, đa số là đảng viên dân chủ của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đưa ra phúc trình gần đúng một năm sau khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden công bố chiến lược hiện đại hóa các liên minh trong khu vực, tăng cường các quan hệ đối tác mới nổi và đầu tư vào các mối quan hệ. Nếu chúng ta nghiêm túc trong việc thúc đẩy lợi ích của Mỹ ở châu Á và cạnh tranh với Trung Quốc, thì chúng ta phải kết hợp chính sách đầy tham vọng với nguồn cung ứng đầy tham vọng. Chủ tịch Ủy ban Thượng nghị sĩ Robert Menendez nói trong một tuyên bố, phúc trình của Thượng viện đưa ra các khuyến nghị về các chính cách chính phủ Hoa Kỳ nên làm rõ hơn các mục tiêu chiến lược và làm nhiều hơn nữa để bảo đảm có đủ nguồn lực sẵn có để hỗ trợ các nỗ lực của mình. Cháy nhà kho ở cảng cá, một người bị tử vong. Cơ quan công quyền đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một kho chứa đồ nhựa của hộ dân ở cảng cá Quy Nhơn, khiến cho một người bị tử vong. Vào sáng ngày 10 tháng 2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hỏa, Cảnh sát tỉnh Bình Định cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một nhà kho chứa đồ nhựa ở cảng cá Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, khiến hai người bị thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 15, lực lượng phòng cháy chữa cháy nhận được thông tin cháy xảy ra tại hẻm 34A đường Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã điều 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 chiến sĩ đến dập lửa. Đến khoảng 7 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ cháy khiến kho chứa đồ nhựa bị cháy đen, nhiều thùng xốp bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng đã đưa hai người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài, sơ cứu ban đầu và đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, một người đã bị tử vong trước khi vào tới bệnh viện do bị bỏng nặng. Người còn lại đang được tích cực điều trị. Thiệt hại và nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Tìm thấy thi thể của nữ sinh 19 tuổi mất tích nghi bị lừa tiền trên mạng. Lực lượng chức năng huyện An Dương, thành phố Hải Phòng và gia đình đã tìm thấy thi thể của nữ sinh 19 tuổi là sinh viên Đại học Hàng Hải đã mất tích 5 ngày trước tại chân cầu Kiền. Trước đó, thì nữ sinh này đã tham gia mua bán trên mạng và có dấu hiệu bị lừa tiền. Thông tin từ huyện An Dương, thành phố Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng và gia đình đã tìm thấy thi thể của nữ sinh năm 2004 trú tại xã An Hưng, tại khu vực chân cầu Kiền.
Như Tiền Phong đã đưa tin thì ngày 9 tháng 2, cơ quan chức năng địa phương nhận được đơn trình báo của gia đình ông NQD, sinh năm 1973, trú tại xã An Hưng, về việc con gái là em gái 19 tuổi, sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam đã bị mất tích. Theo như đơn trình báo thì tối 4 tháng 2, cô bé đã đi bộ từ nhà ra khu vực chân cầu Kiền, nối huyện An Dương với huyện Thủy Nguyên, cách nhà khoảng hơn 3 km, nhưng đến đêm thì không thấy về nữa. Người thân đã gọi điện thoại nhưng nữ sinh không nghe máy nên đã chia nhau đi tìm và phát hiện áo khoác, điện thoại, ví tiền của cô vị trí giữa cầu Kiền. Theo như gia đình thì sau khi nữ sinh này mất tích, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng huy động lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời kiểm tra điện thoại, người thân phát hiện nữ sinh có tham gia mua bán trên mạng xã hội, có chuyển khoản 130 triệu đồng cho người khác nên nghi ngờ nữ sinh bị lừa tiền. Gia đình cũng đã sử dụng điện thoại của em để liên lạc theo số điện thoại lạ, tài khoản mạng xã hội của đối tượng nhưng không gọi rõ danh tính nhưng không liên lạc được. Các tác phẩm nghệ thuật của Donatello được trưng bày tại triển lãm V&A mới ở London. Từ tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch mô tả David với đầu Goliath dưới chân, cho đến những bức tượng Spiritelli đang nhảy múa bằng đồng, các tác phẩm của bậc thầy điêu khắc thời phục hưng người Ý Donatello sẽ được trưng bày trong một cuộc triển lãm mới tại bảo tàng V&A ở London. Donatello Sculpting the Renaissance mở cửa cho công chúng vào ngày thứ Bảy 11 tháng 2, trưng bày hơn 130 tác phẩm nghệ thuật, trong đó có nhiều tác phẩm chưa từng thấy ở trước đây ở Anh. Sinh ra ở Florence vào cuối thế kỷ 14, Donato di Niccolò di Detto Bardi, được gọi là Donatello, đã làm việc với đá cẩm thạch, đồng, vữa, gỗ và đất nung để tạo ra các tác phẩm của mình. Được trưng bày tại Bảo tàng London là các tác phẩm của ông và các bức phù điêu được chạm khắc, cũng như những tác phẩm của những người theo ông và các nghệ sĩ khác lấy cảm hứng từ Donatello. Triển lãm này là triển lãm cuối cùng trong chuỗi 3 triển lãm được tổ chức với sự cộng tác của các đối tác của chúng tôi ở Florence và Berlin. Giám đốc triển lãm chính Peter Motor đã nói với Reuters trong buổi xem trước hôm thứ Tư ngày 8 tháng 2. Đó là tầm nhìn riêng của V&A về Donatello, tập hợp hơn 50 tác phẩm chưa từng thấy ở Vương quốc Anh trước đây để kể một câu chuyện về sự sáng tạo, sự hợp tác, những đổi mới và nguồn cảm hứng của Donatello. Donatello Sculpting the Renaissance sẽ kéo dài đến ngày 11 tháng 6 năm 2023. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV buổi trưa ngày hôm nay do sứ ngôn viên Vũ Quang Vinh và Trang Lương thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn tới các nhà bảo trợ của chương trình, như là công ty bảo hiểm BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín và chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance với hơn 10 năm kinh nghiệm, đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng như Nationwide, Amtrak, Progressive, SEPCO, Farmers, Traveler và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California. Số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ hai tại Gavi Avenue, Rosemead, California. Số phone là 626-999-5865. Và trụ sở thứ ba tại Valley Boulevard, San Gabriel, California. Số phone là 626-570-0342. Hiện tại, BNT Insurance đang có những chương trình giảm giá rất đặc biệt cho bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, Workers' Comp, cơ sở thương mại, và có 35% bonus cho những 401k rollover, retirement account annuity. Quý vị nào muốn biết thêm chi tiết xin hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Trang Lương và Vũ Quang Vinh xin trân trọng kính chào và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày vô lượng an lạc.